về Tây phương qua A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca, Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà. Về bên cõi A Di Đà, cánh quang cõi A Di Đà, ngọc lưu ly xây hành lang, dùng châu lưới bao quanh nhà, hàng cây bao dung là đà, đường đi cũng trân châu ngà. Hồ ao có sen bằng vàng, tòa tự hóa ra hào quang, màu sen trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn để giang đón dân Ta Bà. Cõi đây trỗi lên chàng trời, người được nghe ưu sầu vơi, hát mưa xuống đơm hoa.